Vali Kỳ Lân được làm từ da cáp alligator cao cấp, nổi bật với những đường vân da tự nhiên, toát lên sự sang trọng và quyền quý. Lớp da cá alligator này không chỉ tạo vẻ ngoài mạnh mẽ, thanh lịch mà còn có độ bền vượt trội, giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho những món đồ quý giá của quý khách. Việc bảo quản và trưng bày trang sức, đồng hồ không còn quá xa lạ, mà là nhu cầu thông thường, thể hiện sự đẳng cấp, phong cách sống thượng lưu. Vali Kỳ Lân là giải pháp hoàn hảo dành cho các quý ông, quý bà muốn bảo quản trang sức, đồng hồ, phụ kiện, giá trị trường tồn theo thời gian. Từ đường mai đến chất liệu đều phải qua khâu tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Chiếc vali Kỳ Lân đựng trang sức, đồng hồ da cá alligator được chia ra với nhiều khoang chứa theo từng chức năng như đồng hồ, trang sức và phụ kiện. Với sức chứa lớn đến 8 ngăn chứa đồng hồ, 4 khung chứa nhẫn và nhiều ngăn chứa phụ kiện quan trọng khác, sẽ là nơi lưu trữ lý tưởng những món đồ giá trị khủng của quý khách hàng. Nói về chất liệu thì bên trong mỗi khung chứa riêng được bọc da Togo đen tuyển chọn, vô cùng đẹp, càng làm tôn lên giá trị, sản phẩm cũng như địa vị của chủ nhân chiếc vali. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.